Phạm Như Phương, sinh năm 2003, là cựu vận động viên thể dục dụng cụ kiêm TikToker được netizen nhắc đến nhiều trong thời gian vừa qua. Ngoài bị tố phong bạt, cô nàng gây tranh cãi khi đăng hình vẽ phản cảm trong nhóm chat riêng. Ngay sau khi bị ném đá, cô nàng đã lên tiếng xin lỗi. Tháng 2 năm 2024, tôi cùng người thân có sang Mỹ để du lịch. Tại đây tôi tham dự triển lãm nghệ thuật và chụp ảnh cùng một số bức tranh được trưng bày tại triển lãm. Mục đích của tôi khi chụp ảnh là để làm kỷ niệm trong chuyến đi này và chia sẻ cho gia đình, người thân, bạn bè của tôi. Nhưng do thiếu hiểu biết và thiếu quan sát, không tìm hiểu kỹ ý nghĩa của các bức tranh nên những bức ảnh của tôi chụp không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, khiến cộng đồng mạng và độc giả cảm thấy phản cảm, thậm chí là phẫn nộ. Về việc này, tôi xin nhận trách nhiệm về bản thân do còn nhiều sơ suất, thiếu hiểu biết nên đã chụp những hình ảnh như vậy. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới mọi người và cam kết sẽ không có những hành động tương tự gây dư luận xấu trong cộng đồng, Phạm Như Phương chia sẻ. Phạm Như Phương chia sẻ thêm, bản thân tôi là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, tôi cũng đã từng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho nền thể thao của nước nhà. Tôi có nhân thân, lý lịch trong sạch, không vi phạm pháp luật, không có tiền án, tiền sự. Tôi khẳng định, tôi không phản bội Tổ quốc, tôi không có hoạt động hoặc tư tưởng phản động, chống đối chính trị, chống phá Đảng, nhà nước. Tôi không làm những việc đi ngược lại với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Mặc dù đã lên tiếng nhận sai song cô vẫn bị cư dân mạng công kích. Gần đây, một TikToker nổi tiếng trên mạng đã gọi thẳng tên Phạm Như Phương và đưa ra quan điểm về loạt lùm xùm của nữ đồng nghiệp. Cụ thể, bàn về chuyện của Louis Phạm, cô gái có dâu đã đăng tải một đoạn clip với tiêu đề Louis Phạm tiểu thư đào mỏ, con ai đem về dạy lại đi. Trong clip, anh nói, nếu 15 năm về trước thì mình sẽ nói con bé này là con nhà giàu, chỉ cần nhìn giao diện của nó. Nhưng cho tới khi mình gặp và chơi thân với một con nhỏ này thì mình không còn tự tin vào suy đoán của mình nữa. Mình có đứa bạn, nó rất đẹp, trong trường, nó chỉ quen người giàu. Nó làm cách nào mà bạn trai nó bắt nó phải xài tiền. Khi mình hỏi nó có bao giờ thấy hành động đào mỏ của mày không có ok không, thì nó nói tất cả kỹ năng đào mỏ, moi tiền con trai là do mẹ nó là người chỉ cho nó. Bây giờ nó cũng cưới được thằng chồng thiếu gia và hai vợ chồng sống bên Pháp, không biết có hạnh phúc không. Thật sự nhìn con bé Louis này mình không đoán được nhà nó như thế nào nhưng những đứa con trai nó đi chung là những đứa con nhà giàu. Mình không biết con bé Louis nó là thể loại nào, cái này mọi người tự đánh giá nha. Mình biết một con bé TikToker mà gia đình nó cực kỳ giàu ở bên Mỹ luôn. Nó lên nó quay vlog trải nghiệm chỗ này chỗ kia, chứ nó cũng không gặp, chơi chung hay quay chung với TikToker khoe trái cây này kia. Thật sự ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi, thật sự mình nhìn đám bạn của Louis mình biết những con bé đó nó làm gì, kiếm tiền như thế nào. Những gia đình giàu có, tri thức người ta không bao giờ cho con lên mạng khoe này khoe kia đâu. Trong một clip khác, cô gái có dâu đưa ra nhận định của mình về tương lai của Louis Phạm. Một là em sẽ nát luôn, thứ hai em nhìn nhận ra được cái lỗi lầm của mình, trí tuệ em phát triển và em sẽ nghỉ chơi hết tất cả TikToker mà em đang chơi chung. Anh biết là em đang vui vì đã đạt được mục đích của mình là trở nên nổi tiếng. Gây tranh cãi nhưng đó là sự đi xuống, một hố sâu không những chỉ cho một mình em mà cho cả gia đình dòng họ em nữa.